cả nhà. Hôm nay Hương sẽ ăn thử cái mâm cua với tôm này nha. Thì tôm này là 2 kg tôm và 1 kg cua. Hương sẽ ăn chung với kim chi. Mời cả nhà nha. Bây giờ mình ăn thử con tôm này nha. Chi nha cả nhà. Ngon quá. Tôm này là tôm nhà mình nuôi nha mọi người. Cho nên là rất là tươi luôn. Mình rất thích ăn cái đầu tôm luôn á. Mình chấm tôm với nước tiêu chanh. Ngon quá. Mời cả nhà. Kẹp chung một miếng kim chi. Mời cả nhà nha. Ngon quá. Tôm tươi ngọt cộng với độ giòn và chua chua của kim chi ăn rất là ngon luôn. Ăn chung với kim chi như thế này nó không bị ngán mọi người ơi. Ngọt quá, tôm rất là ngọt luôn á. Tôm này là tôm cuối mùa rồi mọi người. Là đợt tôm cuối cùng của nhà mình đó. Bắt đầu nghỉ đông rồi. Không nuôi nữa.
qua tớ sẽ nuôi lại. Kim chi này mình mua là kim chi Hàn Quốc nha. Cái kim chi Hàn Quốc này nó không có mặn giống như kim chi của Việt Nam. Giòn, vừa phải, độ chua ít nên ăn ngon á. Đa phần kim chi của Việt Nam khá là chua luôn. Thơm ngọt quá. Ăn thử con cua. Mời mọi người nha, cua cực kỳ chắc thịt luôn. Năm nay miền Trung á mọi người thời tiết khó khăn á, cho nên là nuôi trồng cái gì nó cũng thất bại hết. Năm nay nhà mình nuôi tôm cũng thất bại. Có được tôm như vậy ăn là mừng lắm rồi đó. Ngon quá. Cô cực kỳ chắc thịt luôn. Mình không có cái kìm cho nên là cắn luôn mọi người. Cây nhà lá vườn đó. Nè. Mình sẽ ăn một con. Con này để cho anh Henry nhà mình. Anh thích ăn cua lắm. Tôm anh rất thích ăn. Nhưng mà cua anh này rất là thích. Bị sẵn muối mọi người. Tôm với cua nó ngọt sẵn rồi, mình không cần phải chấm muối. Hiện tại hôm qua chứ hôm nay á, mình lướt Facebook thấy á, nhiều bạn trẻ á có xu hướng là không muốn lấy chồng. Tại vì đi học xong rồi đi làm, kiếm được tiền rồi, thích tự do thoải mái hơn, không muốn lấy chồng, không muốn ràng buộc. Mà mình thấy cái xu hướng này là xu hướng chung á mọi người. Hiện tại ở nhiều nước á, tỷ lệ mà phụ nữ lấy chồng á và sinh con á đang dần giảm á. Wow, để mọi người xem. Quá trời gạch luôn nè. Ngon quá. Thank you.
cua khá là nhiều gạch luôn á mọi người. Bởi vậy cho nên là Việt Nam đang có cái xu hướng mà mọi người, nữ không thích lấy chồng mà tỷ lệ nữ ấy lại thấp hơn nam. Cho nên là hiện tại bây giờ là một người nữ có thể lấy được hai chồng á mọi người. Tại mỗi nhà đẻ từ 1 tới 2 con á, người ta lúc nào cũng muốn có con trai hết á. Đâm ra cái tình trạng là thừa nam thiếu nữ. Tôm ngọt lắm mọi người, rất là ngọt luôn. Lúc trước á thì ở mình người ta không có nuôi cái tôm này đâu, người ta nuôi cái tôm tôm sú á, nuôi trên, mời mọi người một miếng kim chi nha. Wow. Ngon lắm. Tâm này gọi là tâm thể trắng trắng. Lúc trước là nuôi tâm sú. Thì cái tôm sú đó nó cho sản lượng ít hơn, nhưng mà cái con tôm sú ăn cực kỳ ngọt luôn mọi người, ngọt mà nó to hơn cái con tôm thể chân trắng này, nhưng mà nó khó nuôi cho nên là mọi người mới chuyển hướng sang nuôi tôm này. Dễ nuôi mà sản lượng lớn. Ăn với kim chi cực kỳ ngon luôn. Ngon quá. Tôm ngọt quá mọi người, khá ngọt lắm. Mình định làm tôm nướng muối ớt á mọi người, nhưng mà một mình chắc mình không nướng xuể được, nên là mình mới luộc với nước dừa mình ăn chấm với muối chua chanh lắm, nó ngọt hơn. Ăn kèm với kim chi ngon quá mọi người ơi. Mời mọi người một miếng nha. Ngon.
Rồi em hát con này mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Tại video của mình nó cũng khá dài rồi. Bây giờ mình sẽ chán tiếp. Khi nào ớn thì thôi. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã coi video của Hương.